Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định số 248 kiện toàn Ban chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi Ban chỉ đạo. Theo đó, trưởng Ban chỉ đạo là Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Phó trưởng Ban chỉ đạo là Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng, các ủy viên ban chỉ đạo gồm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đỗ Ngọc Huỳnh, Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Danh Huy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên. Danh sách ủy viên còn có Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng. Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Quang Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường. Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 3 và thay thế quyết định số 98 ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về thành viên Ban chỉ đạo quốc gia ODA và vốn vay ưu đãi ban chỉ đạo quốc gia về oda và vốn vay ưu đãi được thủ tướng thành lập có nhiệm vụ nghiên cứu đề xuất với thủ tướng chủ trương chính sách định hướng thu hút quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn oda và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ bên cạnh đó ban chỉ đạo giúp thủ tướng chỉ đạo phối hợp liên ngành trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành trong quá trình chuẩn bị và thực hiện các chương trình dự án sử dụng nguồn vốn oda và vốn vay ưu đãi Ban chỉ đạo cũng giúp thủ tướng đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ và các địa phương việc thực hiện những vấn đề quan trọng liên ngành trong công tác thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.